Sau đây xin giới thiệu các bác phần download Roomla và hướng dẫn cài đặt Roomla 1.5. Trước hết chúng ta vào trang chủ của Roomla, www.roomla.org, enter. Từ đây các bác sẽ nhìn thấy trang chủ của nó, phần download, demo và detail. Ok, đây, các bác kích vào biểu tượng download Roomla 1.5.5. Ok, các bác download cho tôi cái phần này. Save as. Ok, xong. Tiếp theo các bác kích vào My Computer, chọn ở C, sau đó chọn thư mục WAMP, sau đó chọn thư mục www. Thực ra cái phần này là cái đặt cũ của tôi, hiện tại là 4 file đây, 4 thư mục đây. Thì khi các bác cài đặt xong ấy, thì thư mục này chỉ có một file duy nhất là file index. Sau đó các bác copy file Roomla là vừa download về vào thư mục này, sau đó giải nén. Để cho thuận tiện ý, thì chúng ta cước cái thư mục này có tên là Roomla 1.55. Ok, xong. Chúng ta chờ cho phần mềm giải nén làm việc. Đã xong. Các bạn có thể xem thư mục các file của Roomla sẽ có khoảng ok 15 thư mục và một số file này. Tiếp theo chúng ta sẽ mở localhost. Oh my god. Nếu các bác mà gặp cái màn hình như thế này thì có nghĩa là cái phần mềm WAMP server các bác đã chưa được khởi tạo. Các bác chọn Start on Program WAMP Server and chọn vào nút biểu tượng Start WAMP Server. Các bác để ý ở chỗ cái khay đồng hồ sẽ nhìn cái biểu tượng bán nguyệt, và khi di chuyển đến đó thì hiện chữ WAMP Server. Ok, tôi vừa khởi động chương trình, vừa chạy chương trình WAMP Server. Bây giờ các bạn refresh này sẽ thấy, và lúc này sẽ thấy localhost đã hoạt động. Ok, cái phần khác chúng ta chưa quan tâm vội. Trước mắt là các bác để ý cho tôi cái phần Your Project. Hiện nay thì ở đây nó có 2, 4, 5 thư mục. 5 thư mục này chính là hiện thân của 5 thư mục trong thư mục www. Đây là nội dung các thư mục này, có 5 thư mục này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Roomla 1.5.5. Các bác kích vào biểu tượng, vào cái link Roomla 1.5.5. Đây là phần giao diện, mặc định là tiếng Anh thì phần này có phần giao diện tiếng Việt. Các bác chuyển dưới và chọn ngôn ngữ tiếng Việt để tiện theo dõi. Sau khi chọn tiếng Việt xong, chọn Next. Thì ở đây các bác chú ý cho là thông thường ấy, thì các cái thông báo hiển thị màu xanh hết là tốt nhất. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì cái việc tắt bật nó cũng không ảnh hưởng nhiều quá trình cài đặt. Trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ qua. Tiếp tục, bản quyền phần mềm cái này chúng ta cũng không quan tâm. Tiếp theo là phải điền tham số cho cơ sở dữ liệu, thì mặc định chúng ta dùng là phần cơ sở dữ liệu là MySQL và tên máy chủ. Máy chủ của chúng ta thì chúng chọn là localhost
Ok. Và cái tên đăng nhập mặc định mà khi cài đặt ấy, thì nó gọi là root. Mật khẩu chúng ta không sử dụng. Cái tên cơ sở dữ liệu hiện tại là cơ sở dữ liệu chúng ta chưa được khởi tạo. Do vậy chúng ta phải tạo cơ sở dữ liệu. Các bác mở cơ sở mới. Okay. Sau đó chúng ta sẽ vào PHP MyAdmin để tạo một sở dữ liệu. Khi bác sử dụng thì nó sẽ không có các bảng, à không có cơ sở dữ liệu cả. Cái đây là các cơ sở dữ liệu cũ của em. Ok, chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là Joomla 155. Tiếp theo là chọn cái kiểu giao tiếp là UTF-8. Như sau. Ok. Cho hai này trùng khớp nhau. Click create. Ok xong, bây giờ các bác đã có cái bảng. Bây giờ bảng các bác nó rộng. Bây giờ quay lại tiến trình cài đặt. Các bác nhập vào cái tên bảng tên cơ sở dữ liệu vừa tạo. Room là 155. Chúng ta có thể sử dụng các thiết lập nâng cao. Thứ nhất là các bác sử dụng các cái thiết lập mặc định. Tiếp theo. Phần này chúng ta không quan tâm, bỏ qua. Ok, đến đây chúng ta đã nhập cái tên website vào. Ví dụ sản phẩm tập. Ok. Email. Mật khẩu anh chị. Các bác nhập và ghi nhớ. Phần này là phần tạo cơ sở dữ liệu mẫu. Các bác nên sử dụng chức năng này. Kích vào đây. Ok, như vậy là cơ sở dữ liệu mới, cơ sở dữ liệu mẫu đã được cài đặt thành công. Các bác kiểm tra bảng đó thì bây giờ có thể được vào. Ok, tiếp tục. Ok, mật khẩu tiếp tục. Đến đây là gần như các bác đã thành công rồi. Tuy nhiên các bác phải làm một công việc nữa là vào cái thư mục quạt Joomla và xóa thư mục này hoặc là đổi tên đi. Em thì đổi tên cho tiện. Ok, enter. Bây giờ vào trong web đã xong, vào admin. Ok, đăng nhập admin thử xem giao diện như thế nào. Admin password nhập vào. Như vậy đã xong. Ok. Rồi. Đây là phone pay. Thông thường ấy thì Joomla người ta quen gọi cái mặt tiền này là front end. Và cái mặt sau này người ta gọi là back end. Như vậy là các bác đã thành công. Các bác phải check bằng cách login đây. Admin password login. Rồi. Lúc này các bác có thể edit bài. Ok. Edit bài. Ok, edit bài. Rồi. Chuyển. Đăng nhập đi. Ok. Cũng hay nhỉ. Đây này. Phần backend các bác nhớ log out giúp em cho an toàn. Rồi, đóng lại. Đến đây là các bác đã hoàn thành thì cài đặt.